Công ty môi trường Đông Châu xin giới thiệu lõi lọc khí đáy bằng có gioăn nhựa. Lõi lọc khí hay còn gọi là phin lọc khí, có rất nhiều ngành, lĩnh vực cần sử dụng tới sản phẩm này. Đây cũng là một trong các sản phẩm công nghiệp đang được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến. Chất liệu được sử dụng để làm lõi lọc này rất đa dạng, thường là chủ yếu được làm từ polyester, sợi thủy tinh, giấy cellulose hoặc PTFE. Sản phẩm này rất đa dạng về kích thước, ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt gia công theo kích thước yêu cầu riêng. Lõi lọc này được làm bằng thép mạ kẽm rất bền chắc, có độ cứng cao. Bên trong cùng của lõi lọc là một lớp lưới cũng được mạ bằng kẽm. Còn ở giữa là lớp màng lọc được xếp gấp nếp để tăng diện tích tiếp xúc khi lọc khí. Các mẫu phin lọc khí hiện nay thường có một mặt kín và một mặt hở, hoặc hai đầu hở. Chúng thường được dùng trong các hệ thống ống tròn hay dùng để lọc bụi khô. Công ty môi trường Đông Châu, gia công lõi lọc khí công nghiệp, với chi phí tốt nhất. Gọi chúng tôi 0286270291.